Chào mừng các bạn đã trở lại với Đô Thực Tinh Học. Đã video lần trước mình đã hướng dẫn các bạn làm bài thực hành số 1. Đó là bài hành dạng tuần hoàn hành tổng hợp trên mang số bài set 26. Đó là cái của chương trình Tinh Học 12 để cho các bạn có thể ôn thi. Thì hôm nay tiếp tục mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bài thực hành số 2. Đây cũng là một dạng bài thực hành tổng hợp để chúng ta có thể ôn tập. Thì trong ở đây thì mình sẽ có cơ sở dữ liệu, tạo một cơ sở dữ liệu gồm có 3 bảng. Nhất là bảng phòng ban, rồi bảng chức vụ và bảng cán bộ. Bây giờ mình sẽ tạo cơ sở dữ liệu mới, khởi động bằng set lên, rồi ta chọn lên laptop database. Mình sẽ chọn vị trí lưu, giả sử mình chọn đi e bài thành hai nhé, chọn chọn vị a rồi. Nhất mình sẽ tạo bảng phòng ban. Tạo bảng phòng ban thì mình vào đi A. Rồi mình chọn Table Design. Ở đây nó gồm có các trường là mã phòng ban, tên phòng ban, thì rồi kiểu test ha. Trong đó mã phòng ban chỉ là khóa chính, thì mình chọn Ricky. Rồi sau đó mình lưu lại. Đây là bảng phòng ban. Rồi, tiếp tục mình sẽ tạo tiếp bảng chức vụ ha, gồm có là mã chức vụ. Rồi, tên chức vụ phụ cấp chức vụ. Đây phụ cấp là kiểu number. Rồi, ở đây mình sẽ mở, ở đây mình sẽ chọn là khoa chính. Rồi. Rồi, mình lưu cái bảng này lại ha. Đây là bảng chức vụ. Ok. Tiếp tục mình tạo tiếp cái bảng theo. Không có là mã cán bộ, mã phòng ban, mã chức vụ, họ tên, ngày sinh, giới tính, hay số lượng. Trong đó ngày sinh mình sẽ chọn là datetime, giới tính là yes no, số lương là number. Rồi mình sẽ chọn mã cán bộ làm khóa chính. Đây, để mà cán bộ là kỳ. Rồi save lại. Ok, rồi sau đó mình sẽ thiết lập liên kết giữa các bảng này và cách mình vào Database Tool, chọn Relationship nè. Rồi mình sẽ lấy ba bảng này ra, chọn Add. Rồi ở đây mình sẽ tạo liên kết cho ba bảng này. Thứ nhất là bảng phòng ban với bảng cán bộ. Thì đây mình sẽ tạo thông qua trường mã phòng ban. Đây, tích giữa chủ trái và kéo thẳng qua, chọn Ready. Rồi tiếp theo là bảng chức vụ, liên kết cho bảng chức vụ và bảng cán bộ. Thì đây là mã chức vụ, kéo qua đây. Rồi sau đó chọn Re-A. Nếu mình có muốn gạn buộc thì mình chọn đây ha, còn không gạn buộc thì mình chọn Re-A. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành nhập dữ liệu cho ba bảng này, đó với câu D. Để nhập dữ liệu thì đầu tiên mình sẽ vào bảng chức vụ ha, mình chọn chỉ theo chế độ là Shift View. Rồi mình sẽ nhập dữ liệu vào cho nó. Rồi. Rồi, tiếp tục mình sẽ nhập dữ liệu cho bảng phòng ban ha. Nhập xong đi mình chọn lưu cho nó lưu lại. Và vào bảng phòng ban mình cũng chỉnh chế độ Data View, mình sẽ nhập đây ha.
Rồi khi nhập xong mình cũng lưu lại ha. Rồi tiếp tục mình sẽ nhập dữ liệu cho bản cán bộ. Ta để ý nè, đối với cái hệ số lương này mình muốn nhập được số thập phân như thế này, 2,14, 2,34 thì mình phải định dạng lại chỗ cái hệ số lương này. Đây mình ở đây mình sẽ chọn là decimal à. Rồi, ở đây mình sẽ chọn đây là 2, chọn decimal place mình cũng chọn là 2 luôn. Rồi đây mình sẽ chọn là 9.99 ha. Rồi mình lưu lại rồi chỉ cái đầu kia. Rồi bây giờ mình sẽ nhập lại cái này ha. Rồi ta thấy đã nhập được 2.34 đó. Tương tự mình sẽ nhập dữ liệu cho những cái trường còn lại trên bảng ha. Rồi, đó là câu số 1. Giờ mình tiếp tục mình qua câu số 2. Mình sẽ thiết kế cái mẫu hỏi để nhập dữ liệu theo mẫu. Thì để thiết kế mẫu hỏi thì chúng ta vào Create. Chúng ta chọn Form Visa. À, đây. Rồi, mình sẽ lấy các dữ liệu tương ứng. Nhất là bản phòng ban. Mã phòng ban, tên phòng ban mình sẽ lấy ra. Rồi, bản cán bộ. Sẽ lấy ra là mã cán bộ. Họ tên, ngày sinh, hệ số lương, bản chức vụ, có tên chức vụ, phụ cấp chức vụ. Đây nó sẽ lấy dữ liệu từ ba bảng luôn. Rồi chọn nét. Rồi đây mình sẽ nhóm theo mã mặt phòng ban, tên phòng ban. Rồi chọn nét. Nét. Thế mình có thể đặt tên này là câu 2 chẳng hạn. Rồi, Phoenix. Đây, thì ta thấy cái chương trình nó sẽ tạo cho ông ta một cái dữ liệu tương ứng ha. Rồi, đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ thêm vô một số cái biểu tượng ha. Ở đây giả sử như này nó có là tiêu đề và các cái nút lệnh này, mình sẽ thêm vào. Để thêm vào mình sẽ chỉ trên chế độ Data Sheet View. Ở đây là sẽ để là danh sách cán bộ trong phòng ban. Đi.
kéo này ra ha. Cho mình kéo thu nhỏ này lại. Em chọn mọi chữ cho nó. Đây. Ở đây thì mình thêm các nút lệnh vô. Thì để thêm cái nút lệnh thì chúng ta sử dụng cái Boston ha. Boston. Rồi mình kết chữ chuột và kéo thả. Rồi. Ở đây thì ta có cái nút đó là thêm tiếp xóa. Thì nút thêm nghĩa là thêm bản ghi mới, tiếp là đi tới, xóa là xóa bản ghi. Thì thêm thì ta chọn thêm bản ghi là chọn record for version as new record. Ở đây mình chọn này nút thêm. Rồi. Này tới trên này ha. Rồi tương tự mình chọn nút đi tới. Rồi Road to Next Record. Tiếp theo. Tiếp tục mình chọn tiếp. Là nút xóa. Nút xóa là đây là nút xóa bản ghi nha. Đây là xóa bản ghi thì mình chọn Delete Record nè. Chọn Next. Next, Finish. Rồi ta sẽ được ba nút. Bây giờ qua chế độ kia để xem. Để chế độ biểu mẫu ha. Rồi. Đi bản ghi nè. Rồi. Tiếp nè, đi tiếp nè. Rồi. Sử dụng thêm nước lùi nữa thì cũng được ha. Rồi đi sai. Em muốn thêm nước lùi nữa thì mình chọn đây. Rồi, Pro Tools Reference Record nè. Ví dụ như này nó lùi nè. Cái này. Rồi. Tiếp nè. Quay lại nè. Rồi, xóa nè. Rồi, mình có xóa hay không? Mình chọn nhất thì mình xóa ha. Rồi. Đó là cách tạo cái biểu mẫu ở câu 2. Rồi, câu 3 là thiết kế mẫu hỏi ha. Cái mẫu hỏi. Rồi, để thiết kế mẫu hỏi thì bây giờ chúng ta save cái form lại. Thì ở đây chúng ta vào React, chúng ta chọn Query Design thì lấy các trường cần thiết ra. Thứ nhất là bảng cán bộ. Ở đây nó có họ tên, ngày sinh, giới tính hay số lương. Xem còn có yêu cầu gì nữa không. Tên phòng ban thì mình lấy thêm bảng phòng ban ra. Rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra nhất là mã cán bộ nè, tên phòng ban, mã chức vụ, họ tên, ngày sinh, muốn lấy trường nào thì nhớ đúp chuột cái trường đó thôi, giới tính hay số lương. Rồi xem kết quả. Rồi nó ra, nhưng mà ở đây mình chỉ lấy ra những người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 70 đến ngày 12 tháng 12 năm 83. Thì làm điều này thì mình sẽ dùng cái điều kiện ở chỗ ngày sinh này là lớn hơn ngày 1 tháng 1 1970 và nhỏ hơn ngày 12 tháng 12 năm 1983. Đây nếu như mình muốn lấy luôn ngày này luôn thì mình có thể thêm dấu bằng vô ha. Cho nó lấy luôn cái này. Rồi. Xem điều kiện ha. Đây, đó bằng 70 và nhỏ hơn 83. Đó là 12 tới 12 83. Đó là cái điều kiện mình muốn lấy ra. Đây, giả sử như ở đây mình muốn lấy ra chỉ lấy ra những người sinh năm 83 thôi thì sao? Thì nếu như muốn lấy người sinh năm 83 thôi thì ở đây mình sẽ gõ vào. Sẽ gọi vào điều kiện đây. Thì muốn lấy những người sinh năm 83 thì ta chỉ cần gọi vào đây. Sau rồi là xem đây nó chỉ lấy người sinh năm 83 thôi.
Dạ. Tức là mình chỉ cần mình sử dụng cái dấu sao là đại diện cho ngày hoặc ngày tháng bất kỳ mà sinh năm 83 thì mình chỉ cần gõ cái gì thôi. Hoặc là mình có thể gõ là lớn hơn ngày 1 tháng 1 năm 83, nhỏ hơn ngày 31 tháng 12 năm 83 cũng được. Nhưng mà nếu như nhanh thì mình chỉ cần gõ cái gì thôi. Mình sẽ hiểu là lấy ra những người sinh năm 83. Rồi. Thì đó là cái nội dung của cái câu A. Bây giờ có B. Mình lưu cái Berry lại. Để sử dụng để câu 3A. Rồi. Giả sử như đây mình tạo câu B là Berry A. Nhưng mình phục hồi lại cái điều kiện ban đầu ha. Rồi. Và mình sẽ lấy ra là cái gì? Cái trường tương ứng đây mình cũng lấy là cán bộ, rồi phòng ban, rồi mình sẽ lấy ra cái trường tương ứng nha, mã cán bộ, mã chức vụ, họ tên, ngày sinh, ngày số lương, phụ cấp chức vụ. Phụ cấp chức vụ thì nằm trong bảng chức vụ thì do đó mình phải vào cái lấy trên cái bảng chức vụ nữa. Rồi lương, mở phòng ban, tên phòng ban. Ở đây lương thì là phải dùng công thức để tính ha, tính lương. Để tính lương thì mình sẽ gọi công thức vào đây, lương hai chấm hệ số lương sẽ bằng hệ số lương nhân với 1.000, 1.150.000 cộng với phụ cấp chức vụ đánh như này là hệ số lương, đóng ngoặc lại 1.150.000 cộng với cái phụ cấp chức vụ. Rồi mình xem kết quả ha. Đây. Đây, nó sẽ tính cái lương cho mình luôn. Rồi bây giờ mình chỉ lấy ra những người họ Lê hoặc họ Nguyễn thì ở đây mình chỉ cần ở chỗ này mình lấy ra họ tên, đây chọn là họ Lê hoặc họ Nguyễn. Rồi sẽ rồi hoặc họ Nguyễn ha. Phải dùng thêm dấu sao để đại diện những cái từ phía sau, ví dụ như người ta phía sau người ta còn họ chữ lót nữa, tên nữa, đó mình phải dùng dấu sao đại diện những cái từ bất kỳ phía sau ha. Đây mình chỉ lấy ra họ Lê hoặc họ Nguyễn thôi, Lê Bảo Anh vậy à, nếu mình chỉ đánh chữ Lê thôi thì sẽ không ra nha. Ở đây mình có thể đánh dùng cái to o hoặc là mình có thể đánh cái trên cái dưới thì nó vẫn hiểu như nhau ha. Đó là tùy theo cách làm thôi. Sử như đây mình không có đánh ngang hàng cái này, đánh như dưới này thì nó vẫn ra họ Lê hoặc họ Nguyễn ha. Này sử dụng đánh dưới này đây thì nó cũng ra họ Lê hoặc họ Nguyễn. Rồi đó là câu B, mình sẽ lưu lại ha. Câu 3 B. Rồi tiếp theo câu C, mình sẽ thống kê tổng số tiền lương của các cán bộ trong mỗi phòng ban, rồi mở phòng ban, tên phòng ban, tổng lương, tức là tiền lương của các cán bộ phòng ban theo tên phòng ban. Đây ví dụ như đây có lương nè. Rồi bây giờ mình sẽ tính ra lương của cái phòng giám đốc là bao nhiêu, lương phòng nhân sự là bao nhiêu à, sẽ tính tổng lương của từng phòng nhóm lại. Rồi mình đóng này lại, rồi mình vào redesign tiếp. Mình lấy ra các cái bảng tương ứng ha. Sử dụng mình lấy ra bảng là phòng ban, bảng cán bộ. Rồi mình sẽ lấy ra mã phòng ban, tên phòng ban và mình sẽ dùng công thức hồi nãy ha, tính lương
Muốn tính lương được thì phải có cái phụ cấp trong các bản chức vụ. Rồi, giống như nãy mình gọi công thức tính lương ở đây. Rồi, sẽ bằng là hệ số lương. Nhân với 1 triệu cho 50 ngàn cộng với phụ cấp chức vụ rồi ta thấy nè, phòng giám đốc, phòng kế toán, phòng nhân sự gì đó. Bây giờ mình sẽ nhóm lại, mình nhóm lại theo phòng. Rồi thì mình sẽ sử dụng cái chức năng là total này, total. Rồi ở đây mình sẽ nhóm lại tính tổng ha. Tính tổng thì sử dụng âm sum. Đây mình sẽ drop by lại. Đây, mình sẽ ra được cái tổng lương của các cái phòng, tổng lương của các cái phòng. Rồi đây mình có thể để là tổng lương nha. Ra được cái tổng lương. Rồi xem như mình đã hoàn thành cái câu số 4, câu 3C. Ok. À, tiếp theo mình sẽ làm tiếp câu số 4, đó là tạo báo cáo danh sách nhân viên gồm mã chức vụ, mã cán bộ, họ tên, ngày sinh, giới tính, lương được nhóm theo mã chức vụ. Thì ở đây mình sẽ vào cái VA, mình chọn Guilford Visa, Guilford Visa đây. Và mình sẽ lấy cái trường tương ứng gồm có mã cán bộ nè, rồi mã chức vụ nè, họ tên, ngày sinh, giới tính. Và ở đây nó sẽ có thêm cái nữa là lương. Rồi mình sẽ lấy thêm cái lương. Lương thì nó nằm ở trong cái câu 3B. Very câu 3B, mình sẽ lấy cái lương này. Chọn này tới. Ở đây mình sẽ nhóm theo mã chức vụ ha. Chọn mã chức vụ. Cho nằm ở lên trên. Nhớ là mã chức vụ. Rồi chọn next. Đây là họ có sắp xếp không? Ví dụ mình sắp xếp toàn họ tên nên mình chọn họ tên. Ha. Rồi ở đây mình có thể tính tổng, ví dụ như mình muốn tính lương này mình có thể tính nè. Để tính tổng lương hoặc là tính trung bình gì đó, như thử tính trung bình thì mình chọn ngay trung bình. Còn tổng thì chọn ở đây. Ok. Rồi chọn next đây. Next. Đây ví dụ mình đặt đây là câu 4 ha. Rồi, mình xem kết quả. Rồi, mình sẽ nhóm theo mã chức vụ nè. Chức vụ C1, 02, 03. Rồi, mình quay về chế độ thiết kế ha. Rồi, nên mình có thể kéo cho nó rộng ra, nó dễ nhìn. Nó có tính tổng lương cho mình là luôn nè. Có hàm là tính tổng lương cho mình luôn. Do này mình đã chọn ha. Không, mình gọi tự gõ vô là vẫn ra thôi. Rồi, mình sẽ kéo cái này ra cho nó dễ nhìn chút xíu ha. Rồi, sinh này nó không hiển thị, kéo cho nó rộng ra đây, nó sẽ hiện ra được ngày sinh. Còn đây là tổng lượng của cái lương này nè, sẽ tính tổng cho mình không. Rồi tính luôn tổng cộng của ba cái số này luôn. Rồi, sau đó mình sẽ lưu cái report này. Rồi, thì đó là câu số 4 á, của bài thực hành số 2. Thì đến đây xem như mình đã hoàn thành cái bài thực hành số 2 ha. Vậy các bạn thể thực hiện tương tự nó trên Access 2.3. Đây thì mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi ha. Hẹn gặp lại các bạn những video lần sau.